Vì coi bây giờ đa dạng con người bây giờ ai cũng cầm điện thoại xài hết. Thì những Đức nghĩ cái cách là cài nhạc chờ niệm Phật trong điện thoại. Quý vị coi bây giờ ai gọi cho mình là bắt đầu là nghe danh hiệu Phật liền. Cái tâm của mình nghĩ cho người ta nghe danh hiệu Phật. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế, ngày ngồi quán cơm chay, ngày ăn, thì bắt đầu là những người bạn đồng tu, những người tu hành đi chung vô quán cơm chay, thì bắt đầu ngày tặng chuỗi cho ai, hay ngày tặng pháp thí cho ai, thì ngày nói ngày đưa cao lên gì nè, đưa cao lên để người ta thấy cọng chuỗi để người ta nghĩ người này niệm Phật. Vừa nghĩ vậy thôi mà gieo cái chủng tử Phật vào tâm họ, để gieo cái duyên đắc độ về sau. Quý vị coi cái tâm của ngài là muốn cho người ta thấy danh hiệu Phật, nghe danh hiệu Phật, thấy không? Để tu phước duyên, cái tâm đó tu phước duyên, nên nên mỗi lúc mỗi nơi tu phước tu duyên thù thắng. Bây giờ chúng ta nương vào cái khoa học hiện đại này nè, điện thoại, đa phần ai cũng xài điện thoại. Nên chùa mình quý vị coi mỗi một chiếc điện thoại khi quý vị gọi cho họ đều nghe danh hiệu Phật. Đều nghe danh hiệu Phật. Gọi cái là nghe danh hiệu Phật liền. Cái người này dù là không tu gì, nghe danh hiệu Phật một cái là gieo cái duyên đắc độ về sau liền. Giống như cái câu chuyện như Đức thường kể, mà cái câu chuyện cái vị này mà trong một cái kiếp nào đó xa lắm, mà ông là một người đi đốn củi trong rừng sâu, vì mà gặp một con cọp nó đuổi vượt ông một phát, ông leo lên cây, ông niệm mô Phật, chỉ còn câu thôi, mô Phật. Vậy mà trải qua thời gian lâu xa vô cùng, tới cái thời cuộc Đức Thích Ca Mâu Ni làm Phật, thì ông lỡ ông quy y và xin được xuất gia. Đệ tử của Đức Thế Tôn, những bậc A-la-hán nhìn trước 500 kiếp, sau 500 kiếp, nhìn ông này nói rằng ông không có duyên với Phật Pháp. Đức Thế Tôn lúc đó đi khất thực đi về, thì nói rằng ông có duyên. Trước 500 kiếp ông đã từng niệm mô Phật. Một câu mô Phật thôi mà cạo đầu xuất gia chứng quả A-la-hán. Vậy coi, một câu thôi mà chứng quả A-la-hán. Vậy bây giờ quý vị cho người ta nghe một câu ai với đạo Phật này, đó là gieo cái duyên đắc độ về sau, tương lai nhất định họ về cực lạc. Vì bổ nguyện của Di Đà, chỉ cần nghe danh hiệu ta, niệm danh hiệu ta, nhất định ta sẽ tiếp dẫn người đó. Chỉ cần người đó chịu niệm mà muốn về thì ta tiếp dẫn. Nên từ nơi đó quý vị biết dùng chiếc điện thoại này, mỗi một người trong đây đừng có nói rằng tôi làm ăn cái gì mà nói là bây giờ người ta nghe danh hiệu Phật có khi người ta không vừa lòng. Hoặc là có những người tôi quen người xuất gia đó, người xuất gia đó mà nghe danh hiệu Phật ông này người ta không chịu. Vì thủy vị bắt cái danh hiệu Phật á, bị cài cái điệu niệm Phật, danh hiệu Phật của ca sĩ á, vậy thì khỏi ai nói được, đúng không? Nếu vị nghĩ gì sợ gì thì sao? Phải cài danh hiệu Phật, để mỗi lần ai niệm là nghe được danh hiệu Phật. Ngày nào mình cũng là như thế nào cũng tu được phước duyên. Một chiếc điện thoại ngày nào cũng có người gọi, mỗi lần người ta gọi là mình tu được phước duyên. Mỗi lần người ta gọi là mình tu được phước duyên. Chỉ dùng cái công cụ điện thoại này thôi là ngày nào chúng ta cũng là bỏ ống công đức phước duyên. Cái tâm quý vị mà nghĩ gì thôi thì mọi mặt quý vị đều tu được phước duyên đặc biệt. Đó, bây giờ bình tĩnh suy nghĩ đi, nó có hại gì đâu. Nếu như cái người này nghe danh hiệu Phật mà họ không chịu thì tùy bạn thôi, mỗi người đều có sự tín ngưỡng thôi. Tôi làm ăn với bạn, tôi kinh doanh với bạn thì tôi chỉ cần chân thật với bạn, tôi làm đúng đắn thôi. Còn cái chuyện mà sự tín ngưỡng của tôi là có sự tín ngưỡng, vậy thì bạn Thiên Chúa Giáo, bạn ấy cài cái danh hiệu của Đức Chúa Giêsu đi, tôi đâu có trách bạn đâu. Bất cứ một tôn giáo nào bạn có quyền cài cái danh hiệu của cái vị giáo chủ mà bạn đi theo. Còn tôi có sự tín ngưỡng về Phật giáo, tôi có quyền cài danh hiệu Phật. Còn cái chuyện làm ăn giữa tôi với bạn là chuyện làm ăn đàng hoàng, đúng đắn là được rồi. Còn sự tín ngưỡng là sự cá nhân của tôi, ai cũng có quyền được sự tín ngưỡng. Bạn đừng dính vào chỗ này. Hoặc là thầy bà gì cũng vậy, con có quyền cài danh hiệu Phật bất cứ của ai, miễn người đó niệm Phật. Còn nếu thầy muốn con cài danh hiệu Phật mà thầy niệm thì thầy niệm đi, con cài cho. Quý vị biết rằng niệm danh hiệu Phật rồi cài nhạc chờ, thử niệm đi cài đi, dễ làm không biết. Người ta cũng nhờ bao nhiêu người, người ta mới làm ra mười mấy điệu danh hiệu Phật đó, tốn số tiền, nói chuyện dẫn chơi. Nói ai cũng đi cài đâu tự nhiên rủ người ta mà cài danh hiệu Phật được.
Tại vì mình hướng dẫn niệm Phật đông quá nên mình mới có cái điều gì rồi mình cài cho người ta đó, vì biết cũng số tiền làm đó mới được đó. Nên từ nơi đó quý vị kêu họ làm đi, bởi vì cài danh hiệu Phật của họ. Nhưng Đức nói rằng danh hiệu Phật của ai cũng được, chỉ cần quý vị cài danh hiệu Phật trong điện thoại. Mỗi lần người ta gọi là ngày nào quý vị cũng tu phước duyên từ chiếc điện thoại này nè. Nó phải áp dụng trong cuộc sống không? Đặc biệt vô cùng. Rồi bây giờ quý vị đeo máy niệm Phật này, quý vị đi một vòng mà chở, vì cứ bật điều niệm Phật đi. Nếu quý vị ngại người ta nhìn thấy cái mặt mình, ủa sao niệm Phật vậy kia, người này người kia nhìn ngại ngại đúng không? Lấy khẩu trang bịt lại. Nếu ngại, có những người cũng ngại á, bắt danh hiệu Phật mà ngại đó. Quý vị biết rằng người trong chùa mà đi ra ngoài đường nó bắt niệm Phật á, đi trên xe ầm ầm. Nên mỗi lần người nào mà chết được trong chùa mình đúng là cái phước lớn. Nội mà đưa đám tang đi thôi nghe, là quý vị biết rằng từ đây mà đi xuống tới đài quả táng không biết độ bao nhiêu chúng sanh. Nhất là tới đèn đỏ, cái lo bự quá trời bự luôn, để phía sau cái xe rồi bắt đầu bắt niệm Phật, cái điệu hộ niệm ầm 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 như thả cái làng sớm. Mà cái chúng sanh nó ngộ lắm, nó thấy cái gì lạ lạ nó khoái nhìn, nên nó dính sụp nhách chứ. Đi dọc đường nó nghe thấy xe mà những đứa cũng làm lạ nữa. Chiếc xe mà chở quan tài của chùa mình có Phật A Di Đà đứng, hai bên là hình thánh chúc. Nó nhìn chiếc xe thấy trời dị hợm xe gì. Ngoài đời thấy lạ quá phải không? Bắt đầu nó bu nhau nó chạy ra nhìn có cái gì ghê quá. Lúc trước còn dán thêm hai cái nơ phía trước đầu xe. Nó tưởng nó xe đám cưới mà ngộ. Chú rể giờ đứng ngay đầu xe lạ quá. Ngộ ghê. Nó chạy ra nó nhìn nghe. Thì nó nhìn bao nhiêu dính bao nhiêu, nhìn bao nhiêu dính bao nhiêu hết trơn. Tôn giáo nào cũng dính hết. Thì vị biết rằng một cái người mắc ở trong chùa mình được tốt mà còn đưa đi lên đài quả táng mà còn đổ bao nhiêu chúng sanh, thì cái phước cái này lớn cỡ nào chưa. Nên quý vị nhớ gia đình dòng họ, ông bà cha mẹ mất đi, khi đưa đám á, là bắt niệm Phật, quý vị vác cái lo theo. Một là xe rồng mới bị để xe rồng, hai là nếu mà đi bộ mà đi chôn mới bị vác cái lo bị kéo theo dọc đường. Quý vị lấy cái lo bị kéo phía trước, dẫn dắt cái người mà ta ghinh quan tài bị kéo phía trước. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay ai Di Đà Phật gì cũng được, quý vị niệm sùm cả làng sớm. Đó là cơ hội, đố ai nói được quý vị. Không có ai mà đi cản đi làm chuyện đó. Tại ngày nay có người mắc, không dám cản không. Nó bay ra cản nè. Chú ơi, chú biết rằng người xưa nói khi mà người mắc mà mình cản đám tang người ta đó, là gia đình ưa chết chùm lắm. mô Phật cho tôi xin lỗi. Tôi xí xó cho tôi nghe, tôi không hiểu. Cản đám tang là vậy là bà tôi về. Thôi bà bắt đi, bắt lớn lên đi. Tôi sợ, tôi không dám đâu. Trời, thế gian nó sợ nhất là chết chùm. Xí bùm bùm ba má chết chùm. Nên từ nơi đó thì thấy chưa, đi hô một phát là sợ liền, xanh mặt xanh mãi chứ. Trời ơi, đây mà cái nhiều bà cụ có mắt mà cái kiểu mà quan tài thôi mà mấy đứa con nó có dám kinh đâu. Ở đây mà những đứa kinh quan tài có cụ mà bao nhiêu năm nay, nên những đứa biết mà có nhiều đứa con kêu kinh nó không dám kinh. Không phải là đứa nào cũng vậy mà có nhiều đứa nó không dám kinh quan tài. Hỏi sao không kinh nó là con phước duyên kém lắm thầy phụ. Thầy thì phước duyên dày không nói làm chi. Con kém lắm, con kinh bậy bà về chết bậy bà bỏ vợ bỏ con. Nó sợ vậy đó. Ngộ ghê, thấy chưa. Nên từ nơi đó mà chúng sanh á, họ có những cái họ cương cương vậy đó. Bởi vì hù một phát họ sợ sanh mặt sanh mạng. Hù cái gì? Hù sợ chết. Chết là sợ dữ lắm. Thấy không? Cho nên cái phước duyên mà khi người mắc á, mà bắt âm thanh niệm Phật mà đi dọc đường thù thẳng luôn, độ biết nhiêu chúng sanh nói chả sống làm. Đây là rõ ràng câu Phật hiệu áp dụng vào cuộc sống không? Đó, rồi đi ra ngoài chợ nói mà bắt cái điều niệm Phật này thôi ha. Bắt đầu là đi ngang người nào là dính người nấy. Những đức nói mua đồ có chút xíu mà đi vòng vòng cả chợ gì đó. Ngày nào cũng đi vòng vòng cả chợ gì đó, đi gì đó. Đi vì sao? Độ chúng sanh. Những đức nói quý vị có nghèo cỡ nào quý vị cần áp dụng danh hiệu Phật này bằng cách gì đó nghe. Trong vòng 3 năm sau gia đạo thay đổi liền. Thử đi. Bây giờ có những người làm 20 năm rồi chưa giàu đúng không? Chưa giàu, gia đình vẫn nghèo và không hạnh phúc luôn. Vì thử lễ Phật niệm Phật nghe những đức giảng, rồi quý vị áp dụng câu Phật hiệu này tin sâu nhân quả trong vòng 3 năm đi. Thì Đức nói 3 năm sau cuộc đời bị thay đổi liền. 3 năm sau thay đổi cuộc đời liền. Những đức nè,
Đi vô tỉnh Thất Quan Âm nghe, xin thưa quý vị nghe, 2 năm thôi là như đó là sự thay đổi rồi. 2 năm thôi thay đổi luôn đó, nhanh nhất luôn rồi đó, 2 năm. Nhưng Đức cho bị 3 năm đó. À, là thay đổi thì có những người bị ngồi trong đây nè, cả đời mình mấy chục năm luôn mà gia đạo vẫn lộn xộn hoài, làm ăn không ngóc đầu lên nổi, nó tiền tới cầm trong tay mà nó vuột mắt hoài, vừa có tiền thì bệnh đau, vừa có tiền thì vợ bệnh, vừa có tiền thì con bệnh, vừa có tiền thì mình té gãy chân. Chuyện xảy ra với mình, tiền vô cửa trước thì lọt cửa sau, có không? Có mà. Cả đời có thấy tình hình này hoài. Vì sao? Trong mạng không có tiền. Cái tích tụ năng lượng và tiền tài mau nhất là ở đâu? Là niệm vạn đức hồng danh, nhanh nhất luôn. Vì coi người ta về ào 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 ào, ào gì đó bị coi. Mà bây giờ nhà bếp nấu ầm 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 nấu ăn chứ. Cách diễn đạt không ngủ gục được. Nấu ăn mà còn liền quýnh lộn đó. Ầm ầm ầm. Mà thiệt, cái kiểu mà nấu đông cái này bị vô nhà bếp bị coi phải mấy câu chạy nó làm ầm 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 chứ không? Làm rủng rảnh trong cái chân. Chứ gặp mà bây giờ mà buổi sáng này mà nói chuyện mà cái kiểu mà nhìn Đức lên mà kính chào quý Phật tử. Ngồi to ấy quý vị có ngủ ngon hay không thì mấy bà ở dưới làm. Mình trên đây mình biết mình đang nhìn cái mặt của biết cũng ngon. Mình hỏi vừa ngủ ngon mà nói nhẹ mấy bà ở dưới làm. Không mà có cái nó mà buồn ngủ rồi nghe quý vị. Nó mà buồn ngủ rồi đó là quý vị biết rằng nó không biết trời chăng mây gió gì. Giống như chùa có một chú, ổng buồn ngủ đến cái mức mà ổng tụng kinh một chút ổng quay ngược lại mấy cô. Khi ông mở mắt ra thì ông mở mắt ra ông nhìn cái ông phải chạy chạy tôi ngồi tôi quay về đây kỹ chợ. Tại vì bằng thờ thì đây, bằng ban đầu thì vô ông ngồi ông niệm ông nhìn về đây, ông ngủ chút ông biết quay sao từ từ. Ông quay chút mở mắt ra nhìn cái cô trẻ kế bên ngồi tu. Tại trời sao mà kỳ cục ngủ. Ngủ gì đâu mà kỳ cục tu chút sao nó quay đầu về đây luôn. Được chưa? Nên có những người mình ngủ gục tự nhiên cái đầu như dù mình ngồi nghe pháp đi. Mà đúng là nó vừa ngủ rồi là nó bích lại thiện duyên nha. Nó không nghe được à, nó ngủ là nó không nghe được. Mà nó nghe ở đâu á. Mình thì ngồi giảng đây mà nhìn mà. Tại quá vừa ngủ rồi về trên lóc nhà mà tưởng đó là trên đường à. À, vậy khơ vậy đó. Nó quý vị thấy có những người mà tâm mê không? Khi mà buổi sáng người ta ngồi vừa ngủ thức dậy á, mình là thức dậy em thức dậy. Thế vậy đi tu ăn cơm à. Tại mỗi ngày nó nặng vậy ăn ngủ quý vị. Ngủ vô đầu là hỏi nó ăn à. Thực thì mà quý vị đang ngủ vô đầu hỏi chị em cái gì đi tu ăn cơm à. Tao vô cơm gì cơm giờ này đi tu thầy chuẩn bị giảng rồi. Về đi vệ sinh à. Ủa là tao với đống nói tầm bậy con nói ngược lại không trợ. Đi ăn cơm đi vệ sinh mà nói nghe pháp và tu thì ăn cơm đi vệ sinh. Quý vị coi cái chủng tử mình như vậy nó đâu có tăng thiện duyên. Phải chi mà vừa nói thức dậy đi tu em chưa kêu mà ngồi bặt là đi tu mà trời đi tu. Thì người này thiện duyên và nghiệp chướng nó nhẹ. Còn cái này mà nó ngủ mê mà sáng kêu thức dậy ăn cơm. Hoặc là có những người mà thức dậy rồi vừa thức dậy mình kêu rồi mình đi ra ngoài nghe, vừa kêu rồi đi ra ngoài tự nhiên họ ngồi xuống. Bắt đầu ngồi xuống không chịu để đi đâu ngồi làm nè. Cái mặt như cái mền. À mới thức dậy cái mặt như cái mền. Cái bắt đầu một chút cái tự nhiên cái nằm xuống nữa. Cái mình bước vô nó tà gơ kêu rồi mà sao nằm nữa rồi. Thức dậy. Nói cái gì vậy? Thấy không? Đây là gọi là mê nặng nè. Còn mê nặng nữa không? Chứ cái người mà tỉnh táo là bắt đầu là kêu một cái là ngồi vậy. Hỏi kêu cũng ngồi vậy nữa. Vừa nghe cái tiếng kẽn cái là ngồi vậy liền. Nó sức cảnh tỉnh cao độ. Nhưng mà không phải ai mới tu mà cũng được vậy đâu. Nó phải có thời gian. Một là mình ở ngoài đời mình ngủ cái thời gian nó dài. Rồi mình vô đây mà kêu thức sớm quá thức không được. Nó còn Phật tử thì quen vô đây thức sớm quen rồi nên mình theo được quen. Như Đức nói vậy nghe. Buổi sáng mà niệm Phật lễ Phật xong quý vị coi. Tuy là thức dậy nó buồn ngủ nhưng niệm Phật lễ Phật xong là nó tỉnh veo. Nó
quèo quèo. Thấy không vậy, thấy không, sáng mở mắt ra là cừ. Cái năng lượng ở đâu mà nó đầy dữ vậy? Chưa đó nghe, chưa tiếp xúc với ai chứ, vừa thức dậy hồi nãy rồi xong niệm phật chút, lễ phật chút xuống là nạp năng lượng với bị cừ nữa. Bởi vì như Đức nói, tại sao quý vị không đến đây được? Không, từ ở phương trời nào cũng về đây. Cô từ nơi nào? Hiểu không? Từ nơi đâu mà đến đây giữ ý, đúng không? Đúng, rõ ràng nương vào duyên Phật A Di Đà, thấy chưa? Nương vào ngay duyên Phật A Di Đà mà thù thắng như vậy. Nói chuyện kiểu này là mấy cô ở dưới nhà bếp cũng cười. Mà mấy bả nhà bếp mà cười là mấy bả xào đồ ăn khí thế ngon. Xào. Còn mấy bả mà mệt mỏi đi, cái mặt kỳ cục lắm. Cái mặt mà nó buồn nghe, nó không vui nghe, nó nấu đồ ăn làm này. Đâu mà lại đây đông dữ nữa. Tối ngày cứ ngủ lên đến đây hoài, nấu cực cũng gần chết. Và chủ nhật của nó, những đứa nói, nó mà phiền não rồi nó kênh với bà chữ đoạn. Đi tiểu bà chữ đoạn, tôi nói bà biết nghe. Tuần sau chủ nhật bà có đến nữa. Nó chẳng 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 xấu, thầy kêu tôi đến rồi sao bệnh rồi con nói kỹ cô. Thầy kêu kỹ thầy, tôi mệt quá chết. Ông kêu bà có nấu đâu, bắt tôi nấu rồi coi nè. Mặt mày tôi tèm leo chút lúc hết. Mỗi lần mà lễ xong mà biết tôi sụt mấy ký rồi biết không? Không mà quý vị biết rằng là chúng chùa mình, mấy cô mình trọ vô những đức mà tổ chức một tuần lễ bây giờ nó cũng vui. Tại vì sao? Những đức kêu nó vui. Trước mấy ngày bồi dưỡng á, ôi ôi nói chuyện hết rồi, nên đâu có dám buồn. Có khi mà những đức xuống bắt vợt á, mệt á, vô kho gạo á, có nhiều đứa co gút rồi ngủ. Mắc cười cũng chết, nhất là mấy đứa nhỏ nhỏ vô kho gạo nằm ngủ. Dứt lợi như đứa kêu ê ê ê thức dậy thức dậy. Ê thôi 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 thôi. Ngủ mê đó, tự nó mấy đứa kia lợi chọc á. Ê thức dậy làm con, thức dậy làm. Ê thức dậy làm con ngủ. Mệt giấc ngủ một chút. Nó mở mắt ra coi ai nè, mở mắt làm gì. Cậu mấy đứa nhỏ nhỏ tội nghiệp mày. Nhỏ xíu mười mấy tuổi á, bắt làm quá trời ơi. Mệt quá vô kho gạo gút lên cục hoặc chui vô cái bao gạo trốn ngủ vô. Nhìn Đức biết chỗ nào trốn hết chứ. Nhưng khi nhìn Đức xuống thì Đức điểm ngay chỗ, ngay chỗ, ngay chỗ, nằm góc nằm. Nên từ nơi đó mà thấy con tội nghiệp ghê, thấy không? Mà con mình nhà mười mấy tuổi gì làm dữ rồi. Mà giờ vô chùa mà rèn luyện vậy đó. Làm dữ lắm. Nó mệt thì trốn nào ngủ chút. Bắt đầu thức dậy làm nữa. Mà chị em nó đặc biệt là nó hỗ trợ nhau. Dù như mấy đứa nhỏ nhỏ mệt, nó cho mấy đứa nhỏ nhỏ đi nghỉ một chút. Nó cho. Chứ nó không phải là nó bắt buộc, nó ép bức, không phải. Nhờ như vậy đó mà chị em nó sống với nhau đặc biệt luôn. Bởi vì tại sao mà chị em mà nó đông gì mà nó sống nhau vui? Là do gì mình hướng dẫn là thương nhau. Thì thấy không? Cái sự thương nhau trong Phật Pháp nó tuyệt vời. Tại sao con của mình có hai đứa mà nó kình nhau? Vì nó không biết thương nhau. Nó quên đi ngày còn nhỏ là chị em một cái bánh cũng bẻ làm hai. Bây giờ nó lớn rồi tự nhiên nó giành giật của cải. Là do gì? Nó không tiếp nhận giáo dục. Ngày xưa vì biết rằng bốn anh em trai còn nhỏ ngủ chung một giường. Sau này bốn anh em đi cưới bốn con vợ. Lâu lâu nhà cửa có đám giỗ, bốn anh em đi về dẫn vợ theo. Thấy không? Thì bốn anh em này ôn lại tình xưa. Thì bắt đầu là có một cái giường, bốn anh em vô giường ngủ chung lại. Còn vợ ngủ chỗ khác mày. Đó. Quý vị biết rằng đây gọi là gì? Đây là một cái nhân cách của người xưa. Mà tình anh em như thể tay chân. Thấy không? Quý vị biết rằng tại sao còn nhỏ tình anh em thân mật. Mà lớn lên có vợ, hoặc là người có chồng của người chị mình có chồng, thì bắt đầu là sao? Là bắt đầu tình anh em nó xa cách liền. Tại sao tình anh em nó không có những cái thời gian để mà mình hàn gắn ra tình xưa? Nó hay quá quý vị. Chúng ta nói một số điều của người xưa nó hay dữ lắm. Nên áp dụng đi. Những đức nói tiền bạc có nhiều nhưng thiếu tình cảm nó vẫn là khô khan cằn cỗi. Dù tiền bạc ít nhưng tình cảm nhiều thì những đức nói với quý vị biết rằng cuộc đời của người hạnh phúc vô cùng. Nhớ.
Nên người xưa nói rằng vật chất bao nhiêu mà cho đủ, đạo đức bao nhiêu cũng không thừa. Chị nhớ, có nghĩa là tiền bạc người ta không biết đủ, nhưng đạo đức có nhiều cỡ nào cũng không thừa đâu quý vị à. Nên chúng ta gầy dựng cái đạo đức nó hay dữ lắm. Tại sao mà về chùa mình mà vui được gì? Vì cái đạo đức làm người. Quý vị biết rằng vì sao nhà Đức dám rủ người ta ngày Tết mà về đây, cỡ 2.000 người về đây ăn Tết. Vì sao nhà Đức dám rủ như vậy? Vì nhà Đức nghĩ rằng vui. Người ta về chùa ăn Tết, mình vui người ta cũng vui. Nhà Đức phái vậy đó. Cái tâm như vậy nên quý vị mới về đây ào ào. Còn gặp mà về, gặp nó về đông quá, sợ hết gạo. Thôi chắc gạo hết. Than sùm. Trời ơi, hôm qua để dành được có mấy triệu mua đồ hũ mà sáng nay chắc ăn buổi hết rồi quá. Cái kiểu mà người ta đến người ta nghe kiểu này là sao người ta đến quý vị, đúng không? Bây giờ những đứa nói bây giờ mình về đây mình ăn cơm trắng thì mình cũng vui. Cái kiểu mà sáng mà cười của này, sáng mà ai cũng cười của này thì xuống ăn cơm gì cũng ngon, dù cơm hẳm cơm hiu. Mấy bà cái đó trời trời dễ ép đến ghê trời. Nói kiểu này rồi vô ăn cơm hẳm cơm hiu bây giờ cũng cười ra nước mắt. Hiểu không? Nên từ nơi đó nói vậy thôi. Ý nói là gì? Dù là đơn giản bình dị vẫn là vui. Rồi quý vị sẽ cảm giác, sẽ cảm giác rằng cái tình cảm con người phải là đơn giản mà vui không? Tại sao ngày lễ rồi người ta nằm nghiêng nằm ngã, nằm gốc cây, nằm ở ngoài sân mà sao người ta vui? Vì cái cảm giác tình người. Quý vị nghĩ nha, bây giờ chúng ta về đây, chúng ta ngồi ở đây, quý vị đang kết duyên với một số lượng người này. Một con người không có duyên, không có phước mà đang ngồi ở đây là đang kết duyên với cả một đại chúng này luôn. Ngồi phong phất, ngồi im re. Thì duyên vậy, không dám đi vệ sinh luôn. Vậy kiểu này không dám đi thiệt. Vì đi là nó hao một chút. Đó, đi là duyên hao một chút nghe. Rồi một ngày nào quý vị thuyết pháp, những đức ngồi với nghe, những đức sẽ đi vệ sinh. Tại vì sao? Khi những đức chia sẻ Phật pháp, quý vị đi vệ sinh. Không chịu lo trước cái chuyện vệ sinh mà chờ người ta đang thuyết pháp, người ta đang nói hứng, những đứng lên đi ngang mặt người ta, làm người ta quên mất tiêu. Được chưa? Cái nhân cái quả nó không đơn giản đâu nghe. Nên những người mà ngày chủ nhật, ngày lễ mà quý vị nhớ cuộc đời của mình thiếu phước thiếu duyên đúng không? Đến đây tu, những đức nó nghe pháp niệm Phật chân thật lễ Phật gia đình thờ ngôi Tam Bảo, 3 năm sau gia đạo có sự thay đổi liền. 3 năm chân thật mà làm đi. Nếu mà không thay đổi quý vị chịu. Ai chịu dùng quý vị? Bây giờ hôm nay kêu Phật Di Đà chịu. Thấy không? Thật sự tại vì mình tu mà chưa tới đỉnh của nó là chân thật. Nên từ nơi đó mà mình chưa cải hóa được nghiệp duyên. Nếu như mình cải hóa được nghiệp duyên thì tức khắc phước duyên sẽ phát triển liền. Thủ cầu tác ứng mà 3 năm là thay đổi. Quý vị biết rằng 3 năm sau quý vị sẽ trở thành người mới hoàn toàn. Bây giờ vừa gặp những đức nghe, người hôm nay vừa mới đến đây lần đầu, cả đời cực quá, lam lũ, gia đình không được hạnh phúc, con cái bệnh đau, chuyện này chuyện kia rắc rối gia đình vô cùng. Tuy là được người ta rủ đến chùa mà không cảm giác gì đối với Phật pháp. Tuy ngồi nghe pháp nhưng mà có những người tàu ô nó đến chùa ngồi nghe pháp. Ngồi vậy đó. Nói ủa sao mà anh ngồi nghe pháp ngồi. Nhiều người ta vui mà anh ngồi ngồi. Trời ơi thầy ơi, tôi đang tính ngày mai tôi về lúa thóc ở nhà, rồi mấy con heo này kia gạo hết tùm lum, tết nhất tùm lum, tôi còn tâm trí đâu để nghe. Đúng rõ ràng, giàu sang khó học đạo mà nghèo quá cũng khó học đạo. Vì lo cái chuyện cơm ăn áo bận mà khó học đạo. Nên chúng ta chỉ cần chung chung có cơm ăn áo bận, học đạo là ngon nhất. Ngon nhất là ngay chỗ này quý vị thấy không? Tuy dẫn đi nhưng mà đến khi ngồi gốc cây ngoài không nghe. Trời ơi, nếu mà cái buổi sáng này mà nghe được thì nó cũng ngon được chút đúng không? Cải hóa cuộc đời tuyệt quá. Nhưng đức nói 3 năm sau nội tâm bị hoàn toàn, nó sẽ thay đổi hết luôn. Có người tự nhiên tất cả cái rắc rối đến mình quá giải liền, rắc rối đến quá giải liền, không có một cái buồn khổ. Cái gì mà buộc ràng được tâm quý vị chứ? Đúng là tuyệt.
tuyệt vời. Có người mà đạt cái trình độ như vậy thì bị coi cái cuộc đời này làm gì không vui. Bây giờ mình nghĩ rằng cái thắng này sẽ mất nè, sẽ bỏ nè. Bây giờ cái gì mà chúng ta nắm được nên cái gì mà đi khổ không chị? Cuộc đời có người khổ là vì cái gì? Là vì tưởng đâu thân mình là thảo. 20-30 năm là lâu, nên giữ gìn chắc chứa. Bảy từng đời người già đó đi qua mình không thấy à. Nên người trẻ mới bị coi lây quay mình tới tuổi già kia. Nên bây giờ chúng ta phải làm sao mà khai thác được tâm trạng của người mình phải tuyệt vời. Khi bất cứ một cái gì mà tâm thu thập vào là mình nặng nề là cải hóa liền, quá giải liền, chứ đừng để nó phải nặng nề. Buồn giận ai quá giải liền. Như hôm qua nhìn nó có cái câu nói gọi là từ đó giờ mới nói lần đầu. Câu này hay, mai mốt phải học cái đề này luôn. Buồn phiền như trái địch. Hiểu chưa? Nó, từ nơi đó. Trời ơi, hôm qua tịnh hóa tư tưởng cái câu ghê thiệt chứ. Buồn ai đưa tư tưởng đi xuống, đi xuống cho tiêu hóa, rồi dùng nội công của mình chữa một cái. Đi xuống tới nóc của nó rồi bụp bụp văng ra ngoài. Vì nhớ nghe, buồn phiền như trái địch. Quý vị thấy có ai thèm trái địch không? Không ai thèm trái địch. Giờ ngồi gặp ông nào bà nào thì kiểu mà giờ sáng chưa ăn cơm thì nó đỡ. Chúng như ăn cơm mà gặp mấy cô mà kiểu mà khô bóng bóng ruốt. Khô bóng bóng ruốt nữa. Trời ơi, ăn khô bóng ruốt. Kiểu đói bụng mà vui cái này chúng xuống ăn bóng ruốt vừa leo. Ăn xong đi lên ngồi ghe pháo đông đông như này. Có nhiều bà cười quá, nhiều ông cười dữ quá. Tự nhiên bùm bùm. Ngồi kế bên cái bà kia nói vô duyên. Nghe pháo thầy mà mở trên cười thì thôi, mở dưới cũng cười đó. Nên không, nên nhớ nè, chúng ta hạ cấp cái nỗi buồn phiền luôn. Chúng ta hủy hoại tư tưởng của buồn phiền luôn. Xem buồn phiền như trái địch. Bùm. Cho mày, tao từ đây sắp tới tao không phải là để một bên nữa. Ngày xưa giờ tao nghe một pháp đều nói câu là buồn phiền để một bên. Không, tao không để một bên nữa. Để một bên rồi cầm lại sao? Không mày, từ hôm nay tao nghe thầy những đức tư tưởng ghê quá. Xem buồn phiền như trái địch thì không bao giờ lấy lại nữa. Quý vị biết rằng nghe quý vị xì hơn một cái là ra hư không luôn. Tịnh hóa hư không luôn quý vị biết. Địch mà tịnh hóa hư không. Quý vị biết sao mà địch mà tịnh hóa hư không không? Vì cái hơ đó nó làm cho những cái sự mà gọi là ô nhiễm môi trường bị tan biến. Lấy độc đi chị, độc. Độc dữ quá mà. Quý vị biết rằng vì sao mà khu công nghiệp mà chỗ này lại sạch? Vì sao sạch? Nhiều người ngồi đây hít bụi. Đi thử ở đây mà không có ai ở đi bụi nữa mà thấy. Nhưng mà hơ khí độc này kia nhờ con người mình hít. Hít rồi xong nó mới trả lại bầu không khí sạch sẽ. Nên con người có một công năng là giúp cho môi trường sạch sẽ bằng cách là hít thở rồi mình xả ra. Thì biết nghe cái cơ thể con người mình nó đặc biệt lắm đó quý vị. Không đơn giản đâu. Cái cơ thể con người mình quý vị biết rằng chỉ cần quý vị biết thương nó, bồi dưỡng tâm nó đặc biệt, là khi quý vị dù có ăn cái chất gì, có cái độc tố một chút, nó vẫn là có sự điều tiết luôn. Nó vẫn là có cái sự mà gọi là nó tích lọc ra hết luôn, nó không sao. Cơ thể mình nó dữ dằn vậy đó. Nếu như quý vị biết nó là một người bạn, thương yêu nó. Thí dụ như bây giờ mình ăn, khả năng mình ăn 10 phần, quý vị ăn 9 phần thôi, là quý vị đang thương bao tử quý vị, đúng không? Thương bao tử, thương thằng bạn bao tử. Còn quý vị chơi 11 phần thì thằng bạn bao tử nó ta. Ờ giúp tôi cho gì đâu mà bắt tôi giác nặng như cái thơ, tôi giác có 10 kg, sao mà bắt tôi giác tới 11 kg chịu không nói. Nên tại sao mà người ngoài đời quý vị bị đau bao tử nhiều? Vì quý vị để cho nó đói quá, nó kiệt sức nên nó teo lại.
Rồi quý vị ăn vào, quý vị không chịu nhai cho kỹ mà bị ăn tống vào thì nó nông ra. Cái sức làm việc của bao tử khi nó quá đói mà nó teo lại là nó kiệt sức. Vì ăn vào được sức bao tử nó chứa vô đó, và cái sự nhai của nó không được điều nữa thì nó đa. Nên quý vị hại nó là đang hại mình, hiểu chưa? Nên nếu như mà mình ăn uống đàng hoàng là mình đang thương những cái thằng làm việc cùng với mình. Quý vị coi, bây giờ cái thằng bạn làm việc cùng với chúng ta, đồng hành, thằng bạn trung thành nhất nè, người làm trung thành nhất nè, mà quý vị đụng một cái quý vị chơi nó liền. Thằng bạn nào? Thằng bạn trái tim, đúng không? Quý vị có thời gian ngủ, nhưng mà tim có ngủ không? Tim không ngủ. Mình ngủ mà tim vẫn làm việc bụp bịch 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 bịch, đúng không? Mình ngủ rồi mà gờ tim thế kìa, bịch 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 bịch. Nếu mà tim mà không bịch 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 thì mình băng hà liền, đừng nói chuyện dựng chơi, hiểu chưa? Hiểu không? Cả đời là cuộc đời mình là mấy chục năm là trái tim luôn luôn làm việc không nghỉ. Như vậy mà nói chứ cần một cái gì bị ảnh hưởng gì chính bản thân mình làm tác hại thôi, mình đi mổ tim như là không được rồi. Mình phải nói nó rằng tôi xin lỗi bạn, tôi đã ép bạn quá đáng, tôi nóng bức, tôi khó chịu, để gọi là tôi bị ép tim, tôi làm tổn hại bạn dữ quá. Nên tôi hứa với bạn từ hôm nay tôi không làm những việc đó nữa. Tôi không bị những cái tác hại của xã hội bên ngoài hoặc hoàn cảnh của gia đình làm cho tôi phải nặng nề nội tâm tôi nữa. Vì tôi làm như vậy là tôi đang làm khổ bạn, đúng không? Bạn bệnh đau, bạn có vấn đề là do tại tôi. Tôi xin lỗi bạn, từ hôm nay tôi không làm như vậy nữa đâu. Tôi nghe lời hôm nay đức tôi niệm Phật, tôi vui vẻ, tôi hoan hỷ. Tôi không có gì một cái sự tác hại gì của xã hội mà làm tôi phải hết hồn nữa. Vì mỗi lần tôi hết hồn là bạn bị run sợ, là bạn bị ép lại nên bạn bị tim. Tôi không mổ bạn đâu, bạn là một người bạn trung thành, tôi không thể nào chém bạn được, nói chưa? Không, bây giờ quý vị coi nó làm việc cho mình dữ dằn vậy, nó chỉ cần tổn hại mình không xem nó, mình không xem lại cái hành động của mình làm nó như vậy, mà bây giờ mình đi đem nó, mình mổ nó, mình chơi nó cái kiểu này, bởi vì cuộc đời mình kiệt quệ luôn, đúng chưa? Nên chúng ta phải xem lại những cái thằng bạn làm việc của chúng ta trong cơ thể nè, nó đường ruột mình này kia đồ, nhức đầu đồ, đau bụng đồ là do tại mình đó nghe. Bây giờ phải tịnh hóa lại nè. Đó, nhất là cái nguồn gốc mà để sanh bệnh đau đó là buồn. Buồn, giận. Nhớ nha mấy bà. Nếu như Đức mà buồn, giận làm gì mà bên kia mà qua đây nói chuyện ào ào cái này. Nó không buồn, giận, cái tâm trạng rỗng rang. Lên một cái là nói chuyện ào ào. Vì thấy mỗi buổi nói chuyện có cái lạ nghe. Thấy không? Mỗi buổi nói chuyện đều có cái làm, có sắp xếp bằng hồng, khỏe re luôn. Những đức nói đúng là cái người niệm Phật chia sẻ Phật pháp khỏe thiệt. Người ta viết một cái đề giảng, một tháng chờ người ta viết được một cái đề giảng, hai tháng chờ viết được một cái buổi giảng. Còn những đức một ngày 4-5 buổi bình thường. Là vì sao? Niệm Phật đúng là nương một cái chí của Phật. Tiệt. Ai ngủ gục mà tiệt một cái là trời ơi, cái gì vậy? Thấy không? Cái cách giảng này nó hay. Mà cách giảng này của ai? Thầy Giác Nhàn ngày xưa, đúng không? Cái thờ mà hưng khởi niệm Phật tiếc, đúng là nghe nương vào cái oai lực của niệm Phật, là cái tiếng sấm sét ầm ầm, đúng không? Nhưng mà khi mà không niệm Phật nữa mà giảm đi tâm lực niệm Phật là bắt đầu nhẹ nhàng trao chuốt văn tự liền. Mà khi mà thật thà niệm Phật là đẹp, đúng không? Nó làm cho người ta hừng hực cái tâm, đúng quý vị. Vì cái môn giảng này tuyệt vời rồi, vì sao không dùng môn giảng này đi? Nó đã thành công rồi, vì sao không làm? Nó rất thoải mái mình, thoải mái người luôn. Đúng là trong động mà đạt đến định, tuyệt thiệt. Còn nếu mà cuộc đời tu hành này mà định không được đâu quý vị, tự động đi vào định thì được. Chúng ta là phải động quý vị coi. Nếu những đức mà không nói chuyện ầm ầm cái này ở dưới sáng nay, nghe được không? Trời ơi, nó ngủ gục, nói chuyện dơ. Mà nãy giờ chồng cười bà nào bà nấy cái mặt sáng quắc, mắt tươi rối ngon lòng. Nếu như mà nói thiệt nghe, nói chuyện mà nhẹ nhẹ là ngồi dưới con mắt này. Mà giáo giác mà nhìn đầu này đầu kia đến chi, kiếm đường đi. Cái người mà nghe không vô là họ ngồi là họ kiếm đường nghe. Kiếm đường để đứng lên mà đi.
hoặc là có nhiều bà ngồi ở trong đó mà có cái đường luồn mà ngang ngang á, tự nhiên mấy bà nhìn xong bà canh bà lui lại một cái, xong bà đi ngang lết. Ồ, bà lết, nhiều đứa có khi ngồi đây nhiều đứa thấy có nhiều bà bà lết 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 cũng lết tới cửa xong lết 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 nó gì khổ quá, đứng lên đại đi nó gì thấy không, mà cái duyên nó dày kinh khủng. Thì cái sự thu hút mà bước ra mà khó đi như vậy, chào chào nó thấy không. Nó thì cái môn giảng này đặc biệt là nên quý thầy quý chú cho mình nên dùng cái cách này, những đức học từ thầy nhất nhãn đó. Nhớ ngày xưa thầy giảng ầm ầm đi sấm sét, nhưng không nhận không, một thời quanh quanh liệt liệt, một thời hoàng kim. Nếu như mà dùng cái thời đó mà liệt liệt tới bây giờ luôn thì trời ơi, đúng là ai mà chịu nổi không, ai mà lướt qua mặt thầy không, trời có duyên gì đâu mà. Cái duyên hoàng truyền tịnh độ, cái duyên hoàng truyền bộ kinh vô lượng thọ mà đúng là cả thế giới. Nó bây giờ mà cái dạng kinh vô lượng thọ mà anh không tưởng tượng được luôn mà. Nhân đức nói bây giờ bị hỏi nhân đức, nếu thầy in bộ kinh vô lượng thọ nhiều đến mức như vậy luôn, như vậy thì thầy có đổi cái kinh khác không? Tôi sẽ không bao giờ đổi cái kinh khác, vì kinh vô lượng thọ và kinh A Di Đà không có khác. Tôi sẽ lấy kinh vô lượng thọ, tôi lấy phẩm chương thứ 6 để tiếp tục cho người ta tụng, để duy trì cái việc in kinh vô lượng thọ. Vì in kinh vô lượng thọ quá nhiều rồi nên tôi phải duy trì của kinh vô lượng thọ. Đó là một cái điều mà chúng sanh người ta bỏ tiền để in kinh nhiều, nên tôi phải tiếp tục giữ gìn bộ kinh vô lượng thọ. Hòa thượng Tịnh Không ngày giảng kinh vô lượng thọ quá nhiều, đối với kinh A Di Đà hòa thượng giảng ít, nhưng đối với kinh vô lượng thọ vì sao hòa thượng giảng quá nhiều? Cái nguyên lý mình phải nhận thức được một chút, mà đã có duyên như vậy rồi tiếp tục mạnh dạn mà cố gắng đi. Cứ cái đà đó mà phát triển, cứ phương pháp tu này phát triển. Tại sao những đức bao nhiêu buổi giảng những đức có nói rằng phương pháp tu này tôi học người? Vì sao? Cái tâm của tôi là tôi muốn cho cái người mà tôi đã từng biết tiếp tục mà phát triển cái tư tưởng này, cùng đi với nhau để làm chi? Họ đi còn dữ hơn tôi nữa, tôi mong họ giúp chúng sanh còn dữ hơn tôi nữa, chứ không phải là để cho người ta tu không được đâu. Hiểu chưa? Đừng bao giờ vì cái ngã của người mình nghe. Đừng bao giờ cho rằng mình học người trẻ. Không có, tôi nói tôi học người mà. Tôi có nói tôi sáng tác đâu. Tôi chưa bao giờ nói tôi sáng tác bao giờ. Cái gì tôi cũng học. Cho quý vị biết, những đức là người ở trong chùa một nơi, làm sao những đức biết làm cái máy niệm Phật này? Những đức không biết làm cái máy niệm Phật này đâu. Cái máy niệm Phật này là của thầy ở trên kia làm. Những đức nhìn thấy ngon quá, những đức đi tìm kiếm. Lúc đó những đức gọi qua cái chỗ thầy làm, người ta không biết những đức, người ta không chịu làm. Mình là vô danh tiểu tốt, không ai làm cho mình hết. Cuối cùng những đứa lọ mọ tìm được một cái cô ngoài Hà Nội, nhờ cô làm. Cuối cùng người ta bán nên người ta làm cho mình liền. Cuối cùng những đứa lấy cái phương pháp, cái máy này nè, những đứa đưa cái điều niệm Phật, những đứa vô những đứa làm. Vì những đứa nghĩ cái máy này nó quá hay, vì nó nhỏ, phát triển niệm Phật thì bỏ trong người cũng được, người ta tiện lợi, người ta làm cái gì cũng để máy niệm Phật ở trong. Còn bây giờ quý vị khuyên người ta niệm Phật mà chơi cái máy hộp dịch tà bá gì nè, vì đeo vô trong đây được không? Đã nó có hai bên đây rồi mà để chơi chim chứng giữa nữa, coi nó ra cái gì không? Đúng không? Quý vị công nhận không? Đó. Trời ơi, cái này phải nhìn ra chứ trời. Giảng pháp đúng là giảng tình độ ghê thiệt chứ. Không biết giảng sao mà ta cười quá trời lên là ngon rồi. Mà công nhận quý vị, tự nhiên cái này nhỏ xíu bỏ vô không sao, đúng không? Mà chơi cái hộp chất dịch bự cho báo gì đưa vô ngay chỗ này. Rồi có nhiều bà làm thì nó tung tung ra vậy nè, nó toàn ten sao làm, mấy bà tức coi bỏ vô, mà bỏ vô thì nó thêm cái trứng giữa. Thì thằng chồng nó nói bà tu với tôi thấy kỳ cục lắm rồi đó, tu giết mà người ta thì bình thường có hai, còn bà thêm một cái nữa, quýnh bà bây giờ mà tu như mà kỳ cục rồi, đúng không? Nên tự giảng không có ngại ngùng gì, ngại ngùng sao giảng. Những đức nói thì biết nghe, giúp chúng sanh mà có chữ ngại bỏ vào là không giúp được, đúng không? Ăn tổ ngày dạy có bao giờ ngại gì không? Thí dụ như bây giờ ăn tổ ngày giảng, ngày nói quý vị có nói tôi cái gì kệ, nhưng tôi dạy đây là chính xác. Có những người nói rằng bây giờ tôi tới ngày tháng của người phụ nữ, tôi không lễ Phật được, không niệm Phật được trên chánh điện, ăn tổ ngày nói lý do gì không được? Xem trong kinh đi, có chỗ nào nói không được không? Cái đó là cái duyên của người ta như vậy mà nói không được là sao? Phải chi mà tự nhiên bà đi lên trên đó, bà tu, bà bày hầy trên đó thì nói bà.
Còn cái này cái số phận người ta vậy, ai mà muốn. Bây giờ ông á, cho ông hỏi tháng gì ông chịu, nó trời ông. Đúng không? Nên có nhiều người đàn ông mà nói gớm ghê, ông xạo. Gớm ghê mấy ngày đó, không mấy ngày khác có gớm đâu. Không biết thương yêu, không biết thông cảm cho người ta gì chứ. Chịu đựng vậy là khổ tới mồ luôn. Đúng không? Nên mấy bà đúng là tội lỗi. Đúng là có tội mới sanh kiếp đàn bà. Giờ phải tu cho nhiều vô nghe chưa. Chứ bây giờ đàn ông người ta mỗi tháng người ta có bị gì đâu. Mấy bà quý vị một khoảng thời gian làm ô trường, môi trường ảnh hưởng. Hiểu chưa? Từ nơi đó quý vị biết rằng là cái thân tâm của người phụ nữ mà lúc chưa tịnh hóa được chỗ đó rồi là bắt đầu là tâm trạng thường bất thường. Nên nấu ăn cũng bất thường. Bữa thì ngon, bữa thì dở. Tại sao người ta kêu người đàn ông nấu gì đàn ông nó bình thường. Nó đâu có cái ngày tháng đó đâu mà bất thường. Quý vị coi người phụ nữ phải là ngày tháng nó bất thường tâm không? Phải chịu mấy ngày bất thường tâm. Trước đó là đã bất thường rồi. Rồi bị vậy rồi đau bụng nữa bất thường không? Nhiều bà nằm luôn nữa. Vậy mà còn không cho lên chích điện nữa, đúng là thiệt thòi. Vì sao tệ bạn đó với phụ nữ như thế? Vợ ai cũng phải nghe. Vì sao nó vô tâm trạng mà cảm thấy năng lên mà hạ xuống đầy đủ hết trơn luôn. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà tất cả phái nữ nghe được ưu ái là điều đúng. Người ta nói là thương người phụ nữ như thương hoa. Phải biết chiều chuộng hoa thì hoa sẽ tỏa hương thơm ngào ngạt cho mình ngửi. Đưa lên Phật tự giặt ốc mình. Cái nhiều cô đó chào ông thầy với đức ổng mà nói văn chương là thôi tôi giặt ốc mình với ổng lắm. Người ta thì văn chương trao chuốt, mà tôi thì văn chương tuột luốc. Mất tiêu hết trơn. Nên từ nơi đó thì biết rằng không, thật sự mà nói những đức có duyên với người phụ nữ và những đức rất thương người nữ nghe. Không, mình là đàn ông mà không thương người nữ thì mình không phải đàn ông. Đúng không? Thấy không? Phải nhớ nghe. Bây giờ quý vị suy nghĩ kỹ, đàn ông chúng ta suy nghĩ kỹ, mình từ đâu ra mà không thương nữ? Không là trời. Mình là cái chỗ chú ẩn ở đâu? Mình con thương phụ nữ. Mẹ mình là ai? Mình không thương phụ nữ. Nên cứ nói người nữ cái này kia cái nọ, nói ê xem lại nha, mẹ ông là phụ nữ hay cái gì? Thấy không? Nhớ phụ nữ người ta có công để mà gọi là phát triển dân số. Đúng không? Chịu khó chịu cực phát triển dân số. 9 tháng 10 ngày cái bụng trình bình để phát triển dân số cho chúng ta. Nếu đất nước chúng ta mà không được sự phát triển dân số của người phụ nữ thì đất nước chúng ta tàn bụi rồi, đúng không? Nên chúng ta phải ưu ái người phụ nữ, chúng ta phải thương yêu người phụ nữ. Đó, nên những đức là cái gì chứ rất thương phụ nữ. Mà cự lại thì cũng không thương được. Không chưa? Không, đối với người phụ nữ mình thương nhưng mình phải dạy đàng hoàng, chứ không có để cho leo lên đầu mình ngồi. Trời ơi, mấy bà leo được rồi, mấy bà leo không chịu dừng luôn. Người nữ ghê lắm, họ mà leo được rồi họ leo không dừng. Bây giờ thí dụ như họ leo lên đầu họ ngồi rồi là bắt đầu họ đòi đứng lên đầu. Chơi vậy đó. Nên từ nơi đó đối người phụ nữ thương nhưng phải dạy. Phân tách cho họ nghe thiệt kỹ. Thì từ nơi đó thì người phụ nữ rất là đặc biệt, rất dễ thương. Nhưng mà tóm lại người đàn ông mình phải thương phụ nữ. Cái gì nặng nhọc mình phải làm để phụ nữ người ta vừa nhẹ nhẹ thôi. Mình là người chồng không thể nào kể lể cái chuyện làm việc đối với vợ mình được. Mình là người đàn ông đôi vai lớn mà, là điểm nương tựa cho phụ nữ, mình đi kể lể cái chuyện làm nhiều làm ít với vợ làm chi. Thật sự mình cứ làm hết, vợ mình tì nó suy nghĩ. Nó thấy mình làm cực quá là nó ban ra nó làm. Đó mới gọi là đánh vào nội tâm của người ta. Còn mình đi làm cực gì mình ngồi đó, pha ly cà phê thôi. Làm ra vẻ giống như mình ship.
không? Nó không được đâu. Vợ chồng sống với nhau cũng đừng có gia trưởng quá. Thật sự ai cũng có cái khó, cái khổ của người ta. Từng nói mình đi làm kiếm tiền thì mình là ngon, người ta ở nhà cũng có nhà, lau nhà, dọn dẹp, coi con chứ. Cái điều này mình là người đàn ông, mình phải có sự xã giao một chút cho nó rộng. Chứ làm sao mà mình nghĩ mình có tiền là mình hơn người ta. Rồi mình về mình gia trưởng mình hầm hì, mình nói ra vẻ gì không được. Mình làm như vậy khi mà vợ chồng ở bên nhau cảm thấy không hạnh phúc. Mình phải làm sao một người đàn ông mình là một cái điểm tựa đặc biệt, mà nó phải có một cái sự, có những lúc người đàn ông phải dịu dàng nữa. Người đàn ông mà không dịu dàng sao được phụ nữ thương. Không lẽ lúc nào mình cứ không lẽ mình kêu đeo cái mặt nó không biết hết. Thật là thật. Kiểu đó mà nói là áp bức người ta, chứ đâu có ai mà mở rộng tâm lượng thật sự đâu quý vị. Nên gia trưởng là đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ. Chứ không phải là lúc nào mình đối với vợ cũng phải là gia trưởng. Vì cả đời sống với nhau mà hơn thua nhau làm gì. Nên mình là người đàn ông chỉ cần thật sự mình hiểu được nguyên lý thì không bao giờ nói cái chuyện là sợ vợ đâu. Dù trước mắt là sợ vợ, nhưng tự vợ sẽ biết mình có sợ hay không liền. Vợ thích như vậy à, được anh cứ sợ em đi. Nhưng mà em biết được anh có sợ em hay không. Anh là người thế nào em hiểu mà. Đúng không? Đó thì tự nhiên quý vị là đúng là người đàn ông quá tuyệt vời. Ai mà bỏ quý vị được. Đúng không? 100 cô đi theo thì có ai bỏ không? Xấu mô lùng mũi châu, cái gì cũng xấu vậy mà sao không ai bỏ. Tư tưởng nó rất là quan trọng. Lễ xong rồi, cái tối nay xong rồi những đứa kia mua đồ ăn, thì kia những đứa qua chịu khó qua ngồi chơi một chút, động viên những loài hoa này. Mấy ngày nay bỏ bê bối, không ai tỉa cành lá. Ý là nó sân si nổi lên đúng không? Nó đến để tịnh hóa giùm. Nó nói chuyện một chút cho vui vẻ, cho hộ là ngủ ngon, ngày mai trở lại trạng thái tự nhiên. Thấy không? Đó là cách mà mình biết bồi dưỡng cho cái việc ở trong ngôi tam bảo cho chúng sanh. Tâm đó nó lớn lắm, nên người đàn ông phải có cái tâm này. Khi mình đi đâu, mình gặp cái gì đẹp đẹp, mình mua về cho vợ. Gặp cái gì ngon ngon, mình mua về cho vợ. Một người đàn ông như vậy thì quá tuyệt vời rồi. Rồi người ta sẽ đến với mình, y ra như mình đến với người ta thôi. Vậy thì gây dựng một gia đình hạnh phúc liền. Mà gia đình hạnh phúc cùng tu, vậy thì quá tuyệt vời. Một người đàn ông đừng bao giờ nói rằng tôi mua đồ cho vợ là mắc cỡ. Ngày xưa mua đồ cho bồ có mắc cỡ không? Đố mà mắc cỡ luôn. Nên ngày xưa mà dẫn bồ đi mua đồ mà gọi là đi lại chợ mà còn lựa đồ, đồ lớn đồ bé rồi cho vợ cho bồ nữa, đúng không? Ngày xưa mà tôi trên thành phố, tôi dẫn bồ đi mua đồ, nói mua màu đó đó em, màu đó đó. Chỉ luôn, thật sự mình là người đàn ông nó phải tuyệt vời vậy đó, hiểu không? Vậy thì thật sự mà nói dù xấu nhưng cũng có nhiều người thương yêu. Có cô kia hỏi thầy có bạn gái hay không, quý vị nói có không? Cái miệng này mà không có. Ôi trời, đi xấu nhưng mà cái vui là người ta thích quý vị, hiểu không? Nhiều tư tưởng người ta hiểu, người ta thích mình. Nên người đàn ông á, những đức chia sẻ những điều này cho các ông á, phong phú lên. Nhất là những người trẻ phải tập mình sống luôn luôn phong phú. Nó làm sao lúc nào cũng mới mẻ. Người phụ nữ người ta thích nó mới mẻ bằng cách là thương yêu người ta, lo lắng cho người ta, tự nhiên gia đình nó đặc biệt lắm. Tự nhiên ai đi làm cũng muốn tranh thủ về nhà. Tại vì sao? Vì về nhà vui quá. Tạo một hoàn cảnh, một ngôi nhà, một căn phòng nó phải làm sao nhân sinh. Dù là nhà nghèo một cái phòng cũng sạch sẽ nữa. Vì sao? Chỗ quay về của mình. Khi đi làm mệt mỏi về phòng cái thấy mát mẻ sạch sẽ, ngủ một giấc khỏe, sáng mai làm việc vô cùng là đẹp đẽ. Hiểu không? Nó vậy thì quá đặc biệt rồi, đúng là một buổi sáng đẹp trời. Chúc quý vị an lạc một ngày nay. Hãy với đầu bầu. Rồi, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.